Bài 30, di truyền học với con người. Thì những cái hiểu biết về di truyền học giúp con người chúng ta biết bảo vệ được mình và bảo vệ được tương lai di truyền của loài người thông qua các cái lĩnh vực chính, ví dụ như là lĩnh vực di truyền y học tư vấn hay là lĩnh vực di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. Từ đó chúng ta biết được các cái hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường gây ra và chúng ta sẽ hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Phần đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó chính là phần 1 La Mã, di truyền học tư vấn. Về khái niệm, cái này nó cũng khá là mới mẻ đối với các em đúng không nào? Thì di truyền học tư vấn là một sự phối hợp của các cái phương pháp như là xét nghiệm nè, chẩn đoán hiện đại về mặt di truyền cùng với lại nghiên cứu phá hệ thì nó sẽ hình thành ra một cái lĩnh vực mới của di truyền học, đó chính là di truyền học tư vấn. Di truyền học tư vấn là một lĩnh vực của di truyền học kết hợp các cái phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán hiện đại về mặt di truyền kết hợp với lại nghiên cứu phá hệ. Các em hãy ghi cái phần khái niệm này vào trong tập. Rồi chúng ta hãy đóng vai mình là một cái người mà đi tư vấn cho người khác trong cái quá trình sinh sản. Chúng ta tìm hiểu cái trường hợp sau đây. Một người con trai và người con gái bình thường sinh ra từ hai cái gia đình đã có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh. Em hãy thông tin cho cái đôi trai gái này biết đây là loại bệnh gì. Cái bệnh câm điếc bẩm sinh thì nó là bệnh bệnh di truyền đúng không nào? Bệnh này do gen trội hay là gen lặng quy định về sao? Hai người này bình thường nhưng mà ở trong gia đình này đã có cái người bị bệnh rồi. Do đó cái bệnh do gen lặng quy định vì ở trong gia đình đã có người mắc bệnh. Nếu họ lấy nhau, sinh con đầu lòng bị câm điếc bẩm sinh thì họ có nên tiếp tục sinh con nữa hay không? Tại sao? Thế em có sinh nữa hay không? Không nên sinh nữa vì họ đã có gen lặng gây bệnh rồi và gen lặng này nó có thể là diễn ra tiếp tục ở đứa con của họ nên là họ sẽ không nên sinh con nữa. Vậy thì chức năng của cái di truyền học tư vấn là gì? Di truyền học tư vấn sẽ có ba cái chức năng quan trọng nhất. Cái thứ nhất đó là chẩn đoán, coi thử là cái xác suất bị bệnh là khoảng bao nhiêu phần trăm và đưa ra cho họ những cái lời khuyên. Cái thứ hai đó là cung cấp thông tin và cái thứ ba là cho lời khuyên liên quan đến bệnh và tật di truyền. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Chúng ta sang nghiên cứu phần thứ hai là di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. Một nhỏ, di truyền học với hôn nhân. Chúng ta hãy thử trả lời cái câu hỏi sau đây. Tại sao kết hôn gần làm suy thoái nòi giống? Các em hãy quan sát cái hình bên tay phải này. Nếu mà ông ta kết hôn gần, có nghĩa là kiểu gen của chồng và vợ thì nó sẽ gần gần giống nhau đúng không? Ví dụ như là chồng và vợ hoặc là trong cái gia đình đó có mang một cái gen gây bệnh nào đó thì chồng đang ở trạng thái là dị hợp là A lớn, A nhỏ, vợ cũng đang ở trạng thái dị hợp là A lớn, A nhỏ. Khi mà họ kết hôn lại với nhau thì theo cái phần di truyền mà chúng ta đã được học ở đầu năm rồi, A lớn, A nhỏ lai với A lớn, A nhỏ tạo ra A lớn là đồng hợp trội. Đồng hợp trội thì không bị sao cả, tại vì họ bình thường. Tiếp theo là tạo ra A lớn A nhỏ. A lớn A nhỏ có nghĩa là hai A lớn A nhỏ đúng không? Nhưng mà trong cái kiểu gen A lớn A nhỏ này đã có A lớn, do đó nó không có biểu hiện bị bệnh, nhưng mà nó vẫn mang gen gây bệnh. Còn một người nữa sẽ có kiểu gen là A nhỏ A nhỏ. A nhỏ A nhỏ là thể đồng hợp lặng. Và khi mà ở thể đồng hợp lặng thì sao? Nó sẽ biểu hiện ra ngoài kiểu hình và nó sẽ gây dị tật bẩm sinh, tăng cái khả năng mà gây suy thoái ở nòi giống. Kết hôn gần làm suy thoái nòi giống vì nó sẽ tạo cơ hội cho những gen lặng gây hại, nó sẽ dễ gặp nhau ở cơ thể đồng hợp lặng và nó sẽ gây ra dị tật bẩm sinh, tăng gây suy thoái nòi giống. Chắc có lẽ các em đã được nghe cái luật hôn nhân và gia đình rồi. Vậy thì chúng ta hãy giải thích tại sao những người có quan hệ huyết thống từ đời thứ năm trở đi thì luật hôn nhân và gia đình mới cho phép họ kết hôn với nhau.
Thì giống như lúc nãy chúng ta giải thích thôi, vì từ đời thứ năm thì nó sẽ có sự sai khác về cái mặt di truyền nhiều hơn. Các cái gen lặn có hại nó sẽ khó gặp nhau hơn, được chưa? Thì di truyền học đã giải thích được cơ sở khoa học của các cái quy định trong luật hôn nhân và gia đình, đó là hôn nhân một vợ một chồng và những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời thì không được kết hôn với nhau. Kể từ đời thứ năm thì họ có thể kết hôn được. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Hai nhỏ di truyền học với kế hoạch hóa gia đình. Các em hãy quan sát các bảng sau. Bên này là tuổi của các bà mẹ từ 20 đến 24 tuổi. Bên này là tỷ lệ phần nghìn trẻ sơ sinh mắc bệnh Down. Thì từ 20 đến 24 tuổi, cái tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh Down là 2 cho đến 4 phần nghìn. Khi mà mẹ đạt tuổi 25 tới 29 thì tỷ lệ mắc bệnh Down của trẻ em là từ 4 cho đến 8 phần nghìn. 30 đến 34 tuổi là 11 cho đến 13 phần nghìn. 35 tới 39 tuổi là 33 cho tới 42 phần nghìn. Các em thấy là từ 30, 34 cho tới 35, 39 thì cái tỷ lệ nó nhảy lên cao vượt bậc đúng không nào? Và những cái bà mẹ mà trên 40 tuổi, từ 40 tuổi trở lên thì cái tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh Down chiếm một cái phần nghìn rất là lớn đúng không? Vậy thì cái độ tuổi của các bà mẹ nó sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh Down. Còn nếu mà sinh con ở tuổi vị thành niên thì sao? Ví dụ như là 12 tuổi thì lúc đó nó sẽ gây ra các cái triệu chứng, ví dụ như là họ sẽ chữa ngoài dạ con hay là sinh non, gây ra các cái bệnh tật đó là dị dạng hoặc là bị chết non. Còn những người phụ nữ ngoài 35 tuổi thì sao? Chúng ta đã được quan sát các bạn lúc nãy rồi. Những cái phụ nữ mà sinh con ở ngoài cái độ tuổi 35 á thì con sinh ra sẽ dễ mắc cái bệnh Down hơn. Phụ nữ sinh con trong độ tuổi từ 25 cho tới 34 tuổi là hợp lý. Từ độ tuổi mà lớn hơn 35 tuổi trở đi thì tỷ lệ trẻ sơ sinh bị bệnh Down tăng rõ. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Vậy thì các em có thể giải thích vì sao không nên đẻ nhiều, đẻ dài và mỗi cặp vợ chồng chỉ nên dừng lại ở một đến hai con hay không? Rất là dễ để nói đúng không? Đẻ nhiều là chúng ta sẽ không đảm bảo được cái nền kinh tế này, nền kinh tế của gia đình mình nè, không đảm bảo được thời gian chăm sóc các con tại vì bố mẹ đều bận đi làm, không có thời gian chăm sóc gia đình. Còn đẻ dài có nghĩa là cái thời gian giữa đứa này với lại đứa khác nó sát nhau. Thì người mẹ sau khi sinh thì không thể phục hồi được cái sức khỏe của mình và sức khỏe của người mẹ thì càng ngày càng yếu. Sinh con ra thì đứa con nó cũng sẽ kém sức sống. Nên là mỗi cặp vợ chồng chỉ nên dừng lại ở một đến hai con thôi để đảm bảo về kinh tế, về học tập, về lao động và có điều kiện chăm sóc con cái và gia đình. Hậu quả của ô nhiễm môi trường. Đây là các cái hậu quả của ô nhiễm môi trường thì các cái chất đồng vị phóng xạ tạo ra từ các cái vụ nổ trong vũ trụ hoặc là do thử vũ khí hạt nhân được tích lũy trong cái khí quyển và thường xuyên rơi xuống trái đất gây nên các cái trận mưa phóng xạ. Một số đồng vị phóng xạ có trong lòng đất và các cái vật dụng quanh ta thì nó sẽ thường xuyên bị phân rã ra. Sau đó nó sẽ liên tục vào cơ thể của thực vật nè, của động vật. Ví dụ như là qua rau, qua sữa, qua thịt và đi vào cơ thể của con người. Các cái chất phóng xạ này được tích lũy ở đâu? Ở trong mô xương, ở trong mô máu, ở trong cái tuyến sinh dục và cái hàm lượng tăng dần qua thời gian thì nó sẽ gây ra các cái bệnh, ví dụ như là các bệnh ung thư máu này, các cái khối u và các cái đột biến diễn ra ở bên trong cơ thể của con người. Ngoài ra cô giới thiệu thêm, đó là sự phát triển nhanh của một số cái ngành công nghiệp, đặc biệt là cái ngành công nghiệp hóa học á, thì nó đã tạo ra
nhiều cái loại hóa chất mới. Nhiều cái hóa chất nó có hoạt tính gây đột biến gấp hàng chục, hàng trăm lần so với lại các cái chất phóng xạ. Và các cái hóa chất này nó đi vào cơ thể của con người qua không khí, qua nước uống, qua thực phẩm. Các cái thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu đã làm tăng rõ rệt cái tần số đột biến nhiễm sắc thể ở người sử dụng. Các cái hóa chất hóa học và Mỹ nó đã rải xuống miền Nam gây hậu quả di truyền lâu dài. Việc sử dụng thuốc trừ sâu không đúng quy cách nè và các cái loại thuốc đã cấm sử dụng thì nó sẽ gây hậu quả xấu đối với môi trường. Mà khi gây hậu quả xấu đối với môi trường thì sẽ làm tăng cái tỷ lệ của các cái người mắc bệnh và tật di truyền giống như ở bài trước chúng ta đã được học. Vì vậy chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải đấu tranh chống vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học, chống gây ô nhiễm môi trường để bảo vệ sức khỏe của con người trong hiện tại và trong tương lai. Vậy thì hậu quả của di truyền do ô nhiễm môi trường là các cái tác nhân vật lý hóa học gây ô nhiễm môi trường làm tăng tỷ lệ người mắc các cái bệnh và tật di truyền. Các em ghi nhận phần này vào trong tập. Thì thực chất ra cái bài 30 này cô chỉ giới thiệu cho các em khái quát một số cái kiến thức cơ bản thôi. Chúng ta không cần phải đào sâu, không có cần chi tiết giống như các cái bài học trước, được chưa? Chúng ta học nhẹ nhàng cái bài này thôi. Di truyền học với con người. Chúng ta đã tìm hiểu về y học tư vấn, khái niệm, nó là lĩnh vực di truyền. Nó sẽ kết hợp các cái phương pháp như là xét nghiệm, chẩn đoán hiện đại và nghiên cứu pha hệ. Về nội dung thì nó sẽ có ba cái chức năng chính, đó là chẩn đoán, cung cấp các cái thông tin và cho lời khuyên. Phần thứ hai là hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. Kế hoạch hóa gia đình là chúng ta sẽ không có sinh con quá sớm hoặc là không sinh con quá muộn. Các cái lần sinh sau thì không có gần nhau và chúng ta chỉ nên sinh từ một cho tới hai con thôi. Chúng ta không nên kết hôn trong phạm vi là ba đời và có quan hệ huyết thống với nhau. Không nên kết hôn với những người có quan hệ huyết thống. Về cái hậu quả của di truyền do ô nhiễm môi trường gây ra thì nó sẽ làm tăng các cái tỷ lệ bệnh và tật di truyền. Do đó chúng ta cần phải chống các cái vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học. Chúng ta cần chống các cái nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Thì bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.